Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ muốn like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một trình để góp nhận 200 tỷ tập cần có ký hiệu là BBS nè. Thì để tham gia game này, các bạn click phần link mô tả dưới video mà tôi sẽ tắt chatbot này bạn. Và giờ mình sẽ cập nhật cho các bạn một dự án nhận token MuxSwap. Thì các bạn nào có làm dự án này thì các bạn bấm vào một quyết giao các bạn. Để mình yêu cầu xử lý token các bạn. Yêu cầu phân phối. Rồi. Sau đó các bạn chạy inbox nè. Rồi các bạn bấm join này gấp nè. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh gấp kênh seller. Đâu các bạn join sao có đứa cấp cha không? Đứa cấp cha các bạn 9.8.17 nè. Các bạn vào các bạn lưu ý các bạn đứa cấp cha các bạn mới giữ cái bot đó các bạn. Rồi. Ok mình đã join được rồi các bạn. Rồi sau đó các bạn bắt đắp ra. Tiếp tục các bạn follow tôi biết cho tiếp kênh seller luôn các bạn. Rồi tiếp tục follow tôi biết cho tăng 3 người bạn mình vào nè. Các bạn lướt cấp xa các bạn mới join vào group được. Các bạn theo dõi nè. Các bạn like nè. Các bạn chỉ dẫn cái bài viết cái game nè. Các bạn tăng 3 người bạn mình vào các bạn. Sau đó các bạn bắt đắp lên nè. Tiếp tục follow Instagram nè. Trên Instagram các bạn theo dõi người ta các bạn. Sau đó các bạn bắt đập lên. Rồi sau đó các bạn bắt đập lên các bạn. Tiếp tục các bạn cho tiếp kênh seller nữa. Rồi tiếp tục follow Twitter account và tweet nữa. Trên Twitter thì các bạn bấm like nè. Các bạn chỉ chẳng như tweet nha các bạn. Các bạn ghi ra cộng idrop nữa. Rồi xin ngồi gấp ta nè các bạn. Rồi bạn tôi quyết lên các bạn. Sau đó các bạn bắt đập lên nè. Bạn nhập vào dùm đây bấm đầu register. Sau đó các bạn lưu gấp cha. Đập tớp. Rồi dùm đầu tiên các bạn địa chỉ email của tất cả bạn giao nè các bạn. Tiếp tục gửi địa chỉ BNB xem mình trên BET20 trên YouTube Chocolate các bạn. Các bạn nhờ bạn gửi cho bot nha bạn. Sau đó ở đường link profile tờ Twitter của mình thì các bạn nhấp vào tờ Twitter của mình nè. Bạn nhấp ba cạnh cùng, nhấp vào hồ sơ nè, nhấp ba cạnh cùng, nhấp vào chia sẻ nè. Rồi sau đó các bạn sẽ chép liên kết nha bạn. Rồi mình gửi lên support nè. Sau đó các bạn submit link retweet nè. Thì bạn mở tờ Twitter của mình ra nè. Các bạn chia sẻ các bạn 5 người bạn các bạn phải bên này không ta. Đúng rồi. Các bạn dán vào đây nha các bạn. Sau đó các bạn hỏi có follow Instagram của mình hay social net các bạn. Tiếp tục gửi đường link Instagram mình nè. Thì nhập vào Instagram mình. Sau đó các bạn nhấp vào cảnh avatar với cùng nữa các bạn. Rồi các bạn nhấp vào ba cạnh cùng nè. Các bạn sẽ chép phần link Instagram mình nha các bạn. Rồi các bạn gửi cho bot nè. Sau đó mở heo cho net nè. Nổ cho anh kênh seller không. Rồi. Sau cái quýt. Bấm mở heo cho net nha các bạn. Tiếp tục bấm vào menu. Rồi các bạn bấm mi balance sheet đi số cộng cũng được. Mình đã nhận được 200 tỷ tập cần BBS. Rồi bạn gì đến ghép sẽ mẹ cái thằng nó kiếm tôi cần các bạn. Để video đây cũng kết thúc của mình. Chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.